Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thời sự 15 giờ ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội, huyện Bắc Hà đã làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển cây dược liệu với các công ty dược liệu Nam Dược, Nam Hà và Chafaco. Với khí hậu điều kiện tự nhiên thuận lợi, giai đoạn 2014-2020, huyện Bắc Hà đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp trồng thử nghiệm được 22 loại cây dược liệu, qua đó lựa chọn được 8 loại cây dược liệu phù hợp, gồm atiso, atiso thực phẩm, đương quy Nhật Bản, cát cánh, đan sâm, bạch chỉ, bạch chuột, đẳng sâm. Năm 2021-2022, huyện Bắc Hà tiếp tục triển khai thực hiện trồng 70 ha cây dược liệu tại các xã trọng điểm về dược liệu trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà và 3 công ty dược liệu đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với huyện Bắc Hà trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu. Hỗ trợ huyện Bắc Hà tổ chức thành công hội thảo về cắt cánh, tổ chức tuần lễ hoa cắt cánh và tuần lễ văn hóa Bắc Hà. Phối hợp nghiên cứu mở rộng phát triển một số cây dược liệu khác phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện nông dân toàn tỉnh đã cấy được gần 9.500 ha lúa xuân, đạt 95% tổng diện tích cả vụ. Một số chân ruộng xa nguồn, bà con đang dẫn nước phấn đấu cấy hết diện tích trong tuần tới. Theo lịch thời vụ, lúa xuân sẽ kết thúc cấy trước ngày 25 tháng 3, đảm bảo điều kiện thời tiết tốt nhất cho cây lúa sinh trưởng phát triển. Qua kiểm tra của ngành nông nghiệp, diện tích cấy trà sớm hiện đã đẻ nhánh rộ. Trà chính vụ đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Mặc dù chưa phát sinh sâu bệnh gây hại, nhưng do điều kiện thời tiết vụ xuân nhiều bất lợi, nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra phát hiện sớm để có biện pháp phòng trừ đúng ngưỡng. Trung bình mỗi năm, các vườn ươm cây giống lâm nghiệp của huyện Bảo Thắng cung ứng ra thị trường khoảng 15 triệu cây giống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế rừng ở địa phương, trong tỉnh và một số tỉnh bạn. Toàn huyện Bảo Thắng hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, diện tích vườn ươm khoảng 14 ha. Các vườn ươm đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hạt kiểm lâm huyện phối hợp kiểm tra giám sát việc thu hoạch vật liệu giống, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô hạt giống, lô cây con xuất vườn, đồng thời hướng dẫn về kỹ thuật ươm, chăm sóc, đảm bảo cây giống có chất lượng tốt cung ứng ra thị trường. Cây giống của các vườn sản xuất cơ bản đều được tiêu thụ tốt, đảm bảo thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm. Đây cũng là giai đoạn các dịch bệnh nguy hiểm dễ phát sinh và lây lan thành dịch trên đàn vật nuôi. Tại thành phố Lào Cai, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc gia cầm đang được khẩn trương tiến hành. Mỗi tuần một lần, anh Hoàng Văn Sang tiến hành phun tiêu độc khử trùng hệ thống trang trại chăn nuôi của gia đình. Mỗi năm gia đình anh xuất chuồng khoảng 30 tấn gà thịt. Trang trại chăn nuôi đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Vậy nên vấn đề vệ sinh, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi luôn được anh Sang ưu tiên hàng đầu. Phun sát trùng, đấy khử trùng được cấp phát của bên thú y xã đấy. Và em phun một tuần chứ một lần. Giống thì em vẫn đang chăn là con giống của bên viện chăn nuôi gia cầm Thụy Phương đấy. Và có xuất xứ nguồn gốc của viện chăn nuôi Thụy Phương đấy. Tổng đàn gia súc gia cầm của thành phố Lào Cai hiện có khoảng 126.000 con, trong đó trên 109.000 con gà, 12.500 con lợn, còn lại là trâu bò. Chung tay cùng người dân bảo vệ đàn vật nuôi, trạm chăn nuôi và thú y thành phố đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát lại tổng đàn, triển khai kế hoạch tiêm vaccine đợt 1. Xây dựng cái lịch tiêm phòng cụ thể đến tận các cái thôn bản, từ đó thì là để cho nó phù hợp với cái tổ chức cái triển khai tiêm phòng cho nó đúng thời điểm và nó hợp lý, thì trạm cũng đã cử cán bộ phối hợp với các xã phường và lên lịch cụ thể và tổ chức để tiêm phòng cho nó đạt hiệu quả cao. Có thôn nào nhiều thì như là An Thành và Khen Luộc thì chúng tôi bố trí thời gian nó dài hơn, và một số cái thôn phía ngoài thì có ít gia cầm hơn, tôi bố trí gian ngắn hơn để thực hiện tiêm phòng. Thì ngoài cái trong quá trình mà tiêm phòng thú y này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả bên trạm để đề nghị trạm cũng tăng cường người xuống giúp cho xã trong cái ngày cao điểm. Thành phố Lào Cai triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đợt 1 từ trung tuần tháng 3 cho đến hết tháng 4. Mục tiêu tiêm cho trên 90% đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng dại cho toàn bộ đàn chó mèo trên 11.000 con.
thành phố đã chuẩn bị 154.500 mũi vaccine phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho trâu bò, dịch tả lợn và cúm gia cầm, 11.000 liều vaccine phòng bệnh dại cùng 2.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc. Toàn bộ vaccine đang được cấp phát đến các xã phường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tập kết, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, gây tổn thất đến đàn vật nuôi. Giai đoạn 2020-2025, Lào Cai phấn đấu trên 80% đề tài khoa học được triển khai áp dụng vào thực tế, nghiên cứu, lựa chọn thành công nhiều giống cây trồng vật nuôi mới cho năng suất chất lượng cao. Trọng tâm của các đề tài khoa học là nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào sản xuất đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thân thiện môi trường, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ. Giai đoạn này, Lào Cai cũng chú trọng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức đánh giá trình độ năng lực công nghệ cho 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Lào Cai, tỷ lệ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, nhà hàng thu gom phân loại rác đạt hơn 90%, chất lượng phân loại đạt hơn 60%. Những con số trên cho thấy việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đã được người dân và các cơ quan đoàn thể quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa thực hiện quy định phân loại rác và bỏ rác không đúng giờ quy định. Hiện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai đã triển khai phần mềm số hóa bản đồ các tuyến thu gom, vận chuyển rác thải, giám sát thu gom, vận chuyển và phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng phần mềm quản lý khách hàng vệ sinh môi trường và thu giá dịch vụ thu gom rác. Với các trường hợp không phân loại rác, không đổ rác đúng giờ quy định, công nhân sẽ ghi địa chỉ, chụp ảnh và tổng hợp để chính quyền nắm được. Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom vận chuyển nếu hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác, không sử dụng bao bì đúng quy định. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, giảm thời gian chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. 100% cán bộ công chức bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương vững vàng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thông thạo công nghệ thông tin, có bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ. Đây là điều kiện quan trọng để công tác cải cách hành chính ở địa phương diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Hướng dẫn dân nộp hồ sơ trực tuyến và có nhu cầu nhận hồ sơ tại nhà, gửi kết quả tại nhà để giảm cái chi phí đi lại của người dân. Thời gian qua, bộ phận một cửa hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kịp thời, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, không gây phiền hà cho nhân dân. Thông qua đó đã góp phần xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch hành chính công. Đã hướng dẫn chúng tôi là các thủ tục cần có để có để những thủ tục gì để làm cái giấy phép như thế thì chúng tôi cũng mang đến và các đồng chí ở đây giải quyết là rất là nhanh gọn. Để nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa, các địa phương thực hiện rà soát trình độ chuyên môn, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ công chức được quy định cụ thể. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo đổi mới và nâng cao chất lượng cải cách hành chính cũng là giải pháp được các địa phương chú trọng thực hiện. Nhất quán với cái mục tiêu chỉ đạo của tỉnh là cải cách hành chính để tăng cái phục vụ của người dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng cũng như là xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Trách nhiệm, thuận lợi, hiệu quả là những nhận xét của nhiều người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc triển khai cơ chế một cửa liên thông và một cửa hiện đại đã tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của các địa phương, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Chuyển sang các thông tin trong nước. Thông tin về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn tại Việt Nam, xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới.
Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ. Samsung Việt Nam đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm nghiên cứu phát triển R&D tại Hà Nội. Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, tỉnh Long An đang tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn. Theo đó, ngành chức năng của tỉnh đang tập trung giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, thường xuyên tuần tra giám sát đường biên giới với Campuchia, kể cả các đường mòn lối mở, quyết tâm không để xảy ra tình trạng gia cầm bệnh nhập khẩu vào Việt Nam, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia và có biện pháp dự phòng phù hợp đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cúm để hạn chế lây lan dịch bệnh. Tỉnh Long An hiện có tổng đàn gia cầm khoảng hơn 6 triệu 500 nghìn con. Địa phương này dự kiến tiêm phòng miễn phí khoảng 150 nghìn liều cho những hộ nuôi nhỏ lẻ dưới 2.000 con. Xuất khẩu hành củ 2 tháng đầu năm 2023 mới chỉ đạt 240 tấn, không đáng kể so với sản lượng hành 200.000 tấn. Trong khi thời điểm tháng 3, các vựa hành và cây gia vị ở các tỉnh miền Nam bước vào giai đoạn thu hoạch, khiến áp lực tiêu thụ căng thẳng. Tổng diện tích sản xuất hành cả nước khoảng 14-15.000 ha, tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng, Hải Dương, Ninh Thuận, Quảng Ngãi. Theo các chuyên gia, thì để phát triển thị trường, nhà sản xuất xuất khẩu cần nghiên cứu thị hiếu, quy định của thị trường nhập khẩu để định hướng sản xuất chế biến sản phẩm xuất khẩu. Thêm vào đó, các nhà sản xuất cũng cần lưu ý đến khâu chế biến để tăng giá trị, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh liên kết để xây dựng các chuỗi giá trị cho ngành hàng. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Du Già, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ phát động trồng cây trong khuôn khổ chương trình Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic. Đợt này chương trình sẽ tiến hành trồng trên 10.000 cây dổi, lim, quế trên diện tích 5 ha. Đây là một chương trình trồng cây với quy mô lớn toàn quốc, được tổ chức tại 13 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Liên minh châu Âu EU, Serbia và Kosovo đã có cuộc gặp ba bên để thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa quốc gia Ban Căng và vùng lãnh thổ tuyên bố độc lập này. Đây là một phần trong quá trình đàm phán mới sau khi Serbia và Kosovo vẫn chưa thể đi đến quyết định cuối cùng về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Cuộc gặp diễn ra tại Cộng hòa Bắc Macedonia với sự tham dự của đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Tổng thống Serbia và nhà lãnh đạo Kosovo. Nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh Serbia và Kosovo hồi tháng trước đã nhất trí một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, song chưa thể thống nhất về kế hoạch thực thi văn kiện này. Bộ trưởng Nội vụ Anh đã tới Rwanda để thảo luận về việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận cho phép Anh đưa những người di cư trái phép tới quốc gia Đông Phi này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nội vụ Anh đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà. Trong đó, hai bên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của thỏa thuận, cũng như mục tiêu ngăn chặn các mạng lưới buôn người. Dự kiến, Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Paul Kagame trong ngày hôm nay 19 tháng 3. Hồi tháng 4 năm ngoái, Anh và Rwanda đã ký kết thỏa thuận trị giá 120 tỷ bảng, trong đó cho phép Anh đưa hàng chục nghìn người di cư trái phép và bị trục xuất khỏi Anh tới Rwanda. Tuy nhiên, sau gần một năm, thỏa thuận này vẫn chưa thể được triển khai do vấp phải những trở ngại về mặt pháp lý. Ngày 20 tháng 3 sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi Mỹ đơn phương phát động chiến dịch tấn công Iraq, với cái cớ chính phủ quốc gia Trung Đông sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đến nay, dù Mỹ đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, song người dân nơi đây vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến sự mỗi ngày. Với những lo lắng nghiêm túc về tương lai của mình, sau 20 năm, nền kinh tế của Iraq vẫn đình đốn, với gần như mọi người dân và mọi gia đình ở quốc gia này đều bị ảnh hưởng. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao dài dẳng, đặc biệt ở những người trẻ. Trong khi cuộc sống không mới tốt đẹp, thì quốc gia Trung Đông này lại rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, dẫn đến sự nổi lên của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau khi Mỹ rút quân vào năm 2011. Tại Sebalinsk ở độ cao khoảng 1.000 mét trên mặt nước biển, được xem như khu vực phù hợp nhất để nuôi loài tuần lộc lớn Maran ở Cộng hòa Altai thuộc Liên bang Nga. Nghề nuôi tuần lộc Maran có ở đây từ thời Xô Viết. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Maran Altai đó là gạc hay còn gọi là nhung hươu. Không chỉ có gạc, Maran còn là một loại thực phẩm cao cấp có thể chế biến nhiều cách.
Máu maran ngâm rượu cũng là một sản phẩm được ưa chuộng, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe. Nuôi tuần lộc không chỉ đem lại nguồn thu lớn, nó còn giúp chăm sóc và bảo tồn loài vật này một cách tốt hơn. Ngoài ra, ở những địa phương có diện tích rộng lớn như Cộng hòa Anta, nó cũng góp phần giúp bảo tồn, bảo vệ thiên nhiên. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.